Tao lúc lên luôn nói chuyện của bố rồi. Giờ là nghe cũng không lên. Trời ơi, hai anh chạy giữa đường nhở? Chạy làm sao để mà chạy. Hôm kia lút xong à? Nhanh vậy. Bê đi đâu các ông ơi? Không biết. Này trên con người chờ đi. Có người. Ủa, đây găng kìa. Đợt. Có thằng mày lấy kìa. Trên nóc, trên nóc, trên nóc. Xuống rồi, anh xuống rồi. Lên nóc, lên nóc. Nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. Cứu nó, cứu kìa. I got supplies. Đâu thế nhỉ? Có thằng nào bắn mình nhỉ? Bót à? Kì đấy. Trên nóc à? Trên rồi thấy. Nóc. Chưa. Còn. Thằng bên nhà nha. Thấy thằng bên nhà này. Ô, cái thằng này nó bò lên, bò lên bắn mình. Nó bò xuống rồi. Có một thằng cứu này. Đâu. Bên chỗ cứu ấy. Ok, còn luôn. Nó rồi.
Ê, trước trước mặt số 4 có. Anh cứu phát, cứu phát nha, cứu phát nha. Còn chết đã, chết đã, chết đã. Cứu đi, cứu đi. Qua hướng của tôi không nhìn thấy nhá. Lốc lên, đợi lấy lốc lên. Chưa, yếu thôi. Này. Này. Cái xe của xe cơ. Đúng á. Đóng mù này. Watch out. Nó kịp tôi phát. Ôi, một ông ra cứu tôi phát nào. À, nó đây này, nó trên này nè. Trên cầu 2. Ơ kìa. Trời ơi. Thảo. Cứu đi, một ông ra cứu đi, một ông ra cứu đi. Cứu đi, đừng có đép lửa nữa. Xong rồi, xong rồi. Đỉnh bay lên, đỉnh bay lên, đỉnh cứu nó. Cứu tôi phát. Nên bỏ thù. Đấy, hai cái xe ở đây có hai ba cái xe đấy. Đấy, hồi sinh ngay cạnh mà. Thanks. Lấy xe sẵn sàng, lấy xe cho tôi phát nha. Tầm này chắc khu sự kiện đông ấy. Ê, có một thằng ở trên nóc này. Đâu, 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 đâu. À. Đây. Mình. Đừng có lên nóc, đừng lên nóc. Bình lên ông ơi. Ô, bom ném thế không chết kìa. Đi, đi số 1. Chắc là nó xuống rồi. Bom nổ ngay chỗ đấy mà không chết. Game nhái phai phai rồi. Trên này có người. Rồi kìa, đánh bắn nó nào, bắn nó nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, sao ấy. Nóc, 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 nóc. Bên này có người này. Nó chạy lên nè, nó chạy lên nè. Đây đây, tôi đang qua đây. Ở đâu ấy? Xin vị trí. Còn hai bên này. Thank you. Mẹ lại nốc. Ê. Vào đây ông ơi. Ok đó. Đấy. Có cây này. Bắn bay ra. Ai mở kính hộ cái?
Nó ở sau gốc cây ấy. Hay, chạy à? Còn một, nó chạy rồi. Đâu? Kìa kìa, cẩn thận. Ôi luôn rồi, đi luôn rồi. Bị thấy kinh quá. Bị mắt. Nó ở chỗ nào ấy? Cứu ông kia đi, cứu số 3 đi. Ở bên này nào. Cứu đi, cứu. Cứu đi, cứu đi, cứu đi. Ui vãi. Nó đi ngay bên cạnh luôn ạ. À. Nó bắn cái gì lên à? Thank you. Trên này, trên này còn ngoài. Ok. Rồi, lia lia lia. Đi rồi, đi rồi. Đi bo này, đi bo. Ok, bo luôn. Đây. Cô giáo Thảo này dạy môn gì ấy, cô giáo? Cô giáo tắt mic luôn. Thầy cô con bạn. Cái gì? Cô giáo dạy môn sinh à? À. Nhà nhỏ chứ mà nhà to nha. Nhà nhỏ ở trước mặt ông đấy. Đấy, cạnh nhà hai lầu. Đấy, đấy đúng rồi, nhà bên nhỏ bên cạnh đấy. Bên trái luôn đấy. Đúng rồi, đúng. Dạ. Ui, ông này ăn 19 kiểu hả? Ghê đấy. Có thấy đồng ghê, bình thường mà. À rồi, thấy rồi. Tối mới ăn. Kìa. Mày tổ quá, mày tổ quá. Trên cái vị trí là đẹp. Đâu rồi? Dùng sỏ bắn nhau này. Nó nhảy ở đâu rồi? Nhảy gốc cây á. Quay ra thấy. Ôi cẩn thận nhé. Còn một thằng nữa, ở đấy luôn hay sao đấy? Đúng rồi, nó nóc mà. Giáo của giáo. Còn thằng mà. Dứa nó, KS mất của tôi một mạng rồi. Lên 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 cô giáo. Lên tôi lên xe tôi chở cho mà sấy. Ơ chết bò à? Ôi chết bò. Ôi giời ơi, bò tưởng rồi. Nào. Đủ 20 kill luôn. Hay quá. We are number one. Lắm thế. Hả? Kinh quá. Kéo tôi vậy. Quá hay.
Đấy quá.